Chiều ngày 1 tháng 7, 2024, Chư Tôn Đức Bang chức sự và hành giả an cư của năm trường hạ tỉnh Bến Tre đã vân tập về Chùa Viên Minh, phường An Hội, thành phố Bến Tre để cung nghênh đón tiếp với đoàn Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Hoàng Pháp, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quang Lâm thăm viếng cúng dường và chia sẻ kinh nghiệm tu tập đến với chư hành giả mùa an cư kiết hạ, phật lịch 2568, dương lịch 2024. Chư Tôn Giáo Phẩm Phái Đoàn Quang Lâm có Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trưởng Phái Đoàn, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trưởng Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Đại Đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Kinh tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Đức Thích Minh Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thượng tọa thích thiên thọ ủy viên thường trực ban kinh tế tài chính giáo hội phật giáo việt nam cùng chư tôn đức thành viên ban hoàng pháp ban kinh tế tài chính trung ương giáo hội phật giáo việt nam và quý phật tử đồng hành đón tiếp đoàn có sự chứng minh của hòa thượng thích nhật tấn ủy viên thường trực hội đồng trị sự trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thượng tọa thích trí thọ ủy viên hội đồng trị sự phó thường trực ban trị sự trưởng ban pháp chế giáo hội phật giáo việt nam tỉnh Thượng tòa Thích Huệ Đức Phó Ban trị sự trưởng ban kiểm soát giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể chư hành giả tăng ni năm trường hạ điểm tỉnh Bến Tre. Trong khuôn khổ lịch trình đến thăm và cúng dường các trường hạ an cư tập trung tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, chiều nay chư Tôn Đức Ban Hoàng Pháp Ban Kinh tế Tài chính Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dừng chân trên mảnh đất quê hương Bến Tre để vấn an sức khỏe và cúng dường trường hạ nhân mùa an cư kết hạ Phật lịch 2568 dương lịch 2024 thay mặt ban chỉ đạo các hạ trường, hòa thượng thích nhật tấn có đôi lời phát biểu chào mừng và chúc sức khỏe đến chư tôn giáo phẩm phái đoàn bang hoàng pháp, ban kinh tế tài chính trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng đã thông tri cho đoàn được biết mùa hạ năm nay, tăng ni thực hiện chỉ đạo của ban trị sự để tập trung an cư trên năm trường hạ trong tỉnh nhà. Theo dự kiến sau khi kết thúc mùa an cư, Ban Trị sự sẽ tiếp tục mở khóa huân tu kiết đông cho toàn thể tăng ni tỉnh nhà cùng nhau tu tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Phật sự, trên tinh thần đoàn kết phụng sự và trang nghiêm giáo hội. Tiếp đến là Đức Thích Trí Thuận Phó Ban Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh báo cáo sơ lược tình hình công tác an cư kiết hạ Phật lịch 2568 dương lịch 2024. Thông qua báo cáo được biết năm nay, tỉnh Bến Tre sẽ có 5 điểm an cư kiết hạ với tổng số là 214 vị. Chương trình tu học trong 3 tháng an cư chưa hành giả được chư tôn đức trong ban tăng sự, ban hoàng pháp, ban nghi lễ là những vị giáo thọ đầy đủ tác phong, đạo hành, sẽ truyền đạt những kinh nghiệm tu học và trao dồi giới luật Phật chế đúng theo. Chương trình giảng dạy của ban chỉ đạo an cư kiết hạ đã thống nhất chỉ đạo chung đại diện đoàn hòa thượng thích minh thiện có đôi lời vấn an sức khỏe đến chư tôn giáo phẩm ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh ban chỉ đạo ban chức sự các hạ trường và chư hành giả an cư tỉnh bến tre hòa thượng bày tỏ niềm hân hoan trong chuyến đi này được lắng nghe sự chia sẻ công tác tổ chức chương trình tu tập nếp sinh hoạt nội thiền và thực hiện thính giới bố tác của chư hành giả ngoại thiền của hành giả tại các hạ trường tỉnh nhà trong mùa an cư 3 tháng an cư là quá trình nỗ lực thúc liễm thân tâm trao dồi với Đức trong 3 tháng an cư. Cũng chính là thời điểm khẳng định tuổi hạ của mỗi hành giả đủ tiêu chuẩn được tấn phong lên hàng giáo phẩm theo đúng tỳ ni luật tạng và cũng là tiêu chí thực hiện đúng theo thông báo của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành. Trong lời phát biểu Hòa thượng nhấn mạnh, Hòa thượng đã nhận lời ủy thác của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trưởng ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã tâm huyết gửi đến ban Hoàng Pháp các tỉnh thành, nên có sự nghiêm khắc hơn trong quá trình giảng pháp, luôn phải y cứ theo giáo lý kinh luật luận của Đức Phật. Tránh giảng pháp theo ngẫu hứng của bản thân kiến thức xá lìa giáo pháp để tránh dư luận tiêu cực, làm ảnh hưởng xấu đến Phật giáo. Tại buổi gặp mặt Hòa Thượng Thích Nhật Tấn đã tiếp nhận tịnh tài và tịnh Phật do Đại Đức Thích Minh Phú, Thượng tọa Thích Trí Huệ, đại diện phái đoàn dân phẩm vật và tịnh tài cúng dường đến ban chỉ đạo ban chức sự, hành giả an cư năm trường hạ tỉnh Bến Tre. Trong niềm hân hoan, ban tổ chức ban chỉ đạo an cư kiết hạ tỉnh Bến Tre đã trao tặng quà tri ân cúng dường đến phái đoàn Hoàng Pháp với Hội Phật giáo Việt Nam, ban kinh tế tài chính với Hội Phật giáo Việt Nam. Đáp lời tri ân thượng thọ Thích Trí Thọ có đôi lời cảm tạ đến với phái đoàn Thượng tòa kính chúc chư tôn đức giáo phẩm trong phái đoàn sức khỏe kiết cường để tiếp tục hành trình cúng dường các hạ trường các tỉnh miền Tây đến cuối chương trình.